Chào mừng quý nhà đầu tư đến với bản tin Morning Note sáng ngày 29 tháng 5 năm 2020 do công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam thực hiện. Chủ đề ngày hôm nay: MSCI hoàn tất cơ cấu danh mục. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng điểm qua diễn biến thị trường thế giới. Thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh do căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng. Tuy nhiên, thông tin tỷ lệ thất nghiệp có các dấu hiệu tích cực hơn kể từ khi bùng phát dịch COVID-19. Điều này hỗ trợ cho các chỉ số tránh các áp lực điều chỉnh mạnh. Chỉ số Dow Jones điều chỉnh 0.6% và vẫn giao dịch gần mức trung bình 200 ngày. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức tăng và chúng tôi vẫn đánh giá rủi ro ngắn hạn ở mức thấp. Mức 25.105 điểm vẫn được xem là vùng hỗ trợ mới cho nhịp điều chỉnh của chỉ số Dow Jones. Giờ đây là diễn biến của các quỹ ETF. Sau phiên hôm qua, chúng ta có thể thấy M1 VFVN30 bị rút ròng khoảng 35 tỷ. Tỷ lệ premium của quỹ này hiện đang là âm 0.06%. Về diễn biến thị trường Việt Nam, khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh hơn 275 tỷ ngày 29 tháng 5 năm 2020 là thời điểm cuối cùng của kỳ cơ cấu danh mục quỹ MSCI 100 ETF, cho nên nhiều khả năng quỹ này sẽ gia tăng mua bán trong phiên 29 tháng 5, đặc biệt là phiên ATC. Quỹ này không công bố danh mục chi tiết cho kỳ cơ cấu quý 2, nhưng động thái gần đây bán ròng mạnh ở cổ phiếu HPG và mua vòng mạnh vào cổ phiếu Vietcombank. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường. Mức sector rating của ngân hàng ở mức 78 điểm, cho nên chúng tôi vẫn duy trì đánh giá trung tính mức xếp hạng tăng trưởng của nhóm này. Xu hướng ngắn hạn của chỉ số ngành ngân hàng vẫn duy trì ở mức tăng và đồ thị giá cũng đang được giao dịch vào các vùng kháng cự, cho nên rủi ro ngắn hạn cũng dần gia tăng. Cổ phiếu tích cực trong ngành SHB, VCB, BID, VPB. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị nắm giữ và không mua mới đối với thời điểm hiện tại. Về quan điểm thị trường ngắn hạn, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ duy trì đà tăng trong phiên cuối tuần và các chỉ số có thể sẽ tiếp tục hướng về các vùng kháng cự 880 điểm đối với chỉ số VN Index, 833 điểm đối với chỉ số VN30. Đồng thời, thị trường có thể sẽ chịu áp lực bán ròng nhẹ từ phiên ATC đến từ đợt cơ cấu quỹ quý 2 năm 2020 của quỹ MSCI 100 ETF. Ngoài ra, tâm lý nhà đầu tư vẫn tiếp tục thận trọng với xu hướng hiện tại và rủi ro có dấu hiệu tăng nhẹ. Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức tăng xu hướng ngắn hạn trên chỉ số VN Index với mức hỗ trợ là 837.34 điểm và 105.12 điểm đối với chỉ số HNX Index. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tạm thời quan sát thêm một vài động thái trong phiên tới. Tỷ trọng khuyến nghị ngắn hạn 80% bằng cổ phiếu, 20% bằng tiền mặt. Dưới đây là danh mục khuyến nghị ngắn hạn của chúng tôi. Quý nhà đầu tư có thể xem xét lựa chọn cho mình những mã cổ phiếu phù hợp. Vâng, bản tin Morning Note sáng ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong bản tin Morning Note sáng ngày 2 tháng 6 năm 2020. Chúc quý nhà đầu tư thành công!